Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của Kisato Thanh Hóa. Chúng tôi có trụ sở tại biệt thự số PL3-16, đường Phong Lan 3, Vinhome Star City, thành phố Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 096 345 9288. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng hiện đại có thiết kế thanh lịch, hài hòa của gia chủ Vũ Trí Dư có địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa. Tạo nên phong cách nghệ thuật độc đáo từ những đường nét kiến trúc phóng khoáng, lột tả mạnh mẽ nhìn hiện đại, điều mà các kiến trúc sư muốn hướng đến. Tổng thể thiết kế đang đối từ hình dáng cho tới các đường nét tạo tác góp phần tạo nên một công trình hoàn chỉnh, phô diện cái dáng vẻ kiêu sa, sang trọng từ việc sử dụng gam màu trắng sứ làm chủ đạo giúp kích thích cái nhìn thêm phần ấn tượng. Không những vậy, ưu điểm của gam màu này còn giúp ngôi biệt thự trở nên nổi bật hơn, là điều kiện để các chi tiết phối trí trên bề mặt thêm phần lung linh. Ngoài ra, để kích thích sự bề thế trong ngôi nhà từ cốt sân lên tới cốt nền được bố trí, với phần bậc thềm cao ráo tại các mặt bậc còn được ốp lát đá hoa cương tinh xảo tránh sự xâm hại bởi các yếu tố tự nhiên, không những vậy còn đảm bảo việc đi lại của các thành viên dễ dàng, thuận tiện hơn, không quá khô khan, đưa đến sự mềm mại tạo điểm nhấn cho tổng thể. Bề mặt ngôi nhà được nhấn nhá bằng những đường kẻ chỉ âm tường, những mảng tường ốp lát mảng màu tương phản thật đẹp mắt. Không thể phủ nhận rằng chẳng có điều gì tuyệt vời hơn khi được sống trong một môi trường tiện nghi từ không gian cho tới thẩm mỹ. Tạo lập các yếu tố bởi hệ sinh thái với màu sắc tươi mới vô cùng trẻ trung bằng việc tích hợp những chậu cây xanh mát tại khu vực mặt tiền, sảnh ban công. Thêm vào đó, các kiến trúc sư còn thiết lập với khoảng không vô cùng thoáng đãng bằng khu vực ban công ở vị trí tầng 2, tầng 3. Nơi đây rất thích hợp trong việc đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ đất trời, đón cái nắng, cái gió tự nhiên ngay chính không gian sống của gia đình. Với công năng đa dạng, chủ nhà có thể biến hóa trong việc sử dụng như sảnh cà phê, sân tập thể dục, nơi làm việc lưu động. Hơn thế, trong phong thủy nó còn mang ý nghĩa là vị trí giao thoa giữa sinh khí từ bên ngoài vào trong, góp phần thu hút vận khí, cắt khí cho các thành viên. Mảnh ghép ăn nhập tạo nên một bố cục hoàn chỉnh thì không thể không nhắc tới vật tư thi công được sử dụng ở đây. Cửa chính được thiết lập với chất liệu gỗ lim Nam Phi kết hợp kính được thợ mộc đục đẽo kỹ lưỡng tránh tình trạng cong vênh trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, loại cửa này còn mang đến ưu điểm trong việc cách âm, chống ồn hiệu quả. Để có thể lấy sáng vào bên trong một cách tốt nhất, xung quanh ngôi nhà còn được bố trí với hệ thống cửa sổ cân xứng. Tất cả hệ cửa đều sử dụng chất liệu nhôm kính sinh pha đem đến cái nhìn vô cùng thoáng đãng và rộng rãi. Không chỉ vậy, dù ở bất kể ngày, đêm, ở thời điểm nào đi chăng nữa, vẫn giúp ngôi biệt thự phô diện được cái dáng vẻ lung linh, huyền ảo của mình bằng hệ đèn treo tường, đèn led viền mái để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đặc biệt, lan can ban công được sử dụng chất liệu kính cường lực, vừa đảm bảo an toàn lại vẫn có thể phô diện trọn vẹn vẻ đẹp thẩm mỹ hoàn hảo mà ngôi nhà được kiến tạo. Tiếp theo là không gian sinh hoạt bên trong của ngôi nhà được kiến trúc sư bố trí vô cùng khoa học. Tầng 1. Phòng khách 27m², phòng bếp và bàn ăn 19m², phòng ngủ 1 12m², nhà vệ sinh chung 3m². Tầng 2. Phòng thờ 14m², 3 phòng ngủ còn lại có diện tích lần lượt là 12m², 12m² và 9m², nhà vệ sinh chung 4m². Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn mẫu biệt thự 2 tầng thiết kế nhẹ nhàng nhưng làm bật lên cá tính của gia chủ, được thực hiện dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Kisato, phù hợp với nhiều chủ đầu tư. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ mẫu bản vẽ tiếp theo của Kisato Thanh Hóa. Chào xuân 2022, lì xì Tết, đón lộc đầu năm tại Kisato. Giảm giá thiết kế kiến trúc nhà dân dụng còn 120.000 đồng trên mét vuông. Combo thiết kế kiến trúc cộng nội thất nhà dân dụng chỉ 200.000 đồng trên mét vuông. Giảm giá thiết kế lâu đài, nội thất lâu đài còn 160.000 đồng và 200.000 đồng trên mét vuông. Thiết kế sân vườn còn 100.000 đồng trên mét vuông. Khách hàng thanh toán 100%. Giảm thêm 5% giá trị hợp đồng và tặng 3 lần giám sát trực tiếp, quà tặng kèm theo lên tới gần 10 triệu đồng. Chỉ duy nhất tháng 2 tại Kisato. Nhanh tay đăng ký, nhận ưu đãi ngay.